Hello anh em nhá, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Hôm nay em về cho anh em một con hàng cực kỳ chất lượng anh em ơi. Hàng lật vắt mà nó dí nhạy ché dã man luôn anh em ạ. Con này chim được hơn 2 vụ rưỡi nhá. Hơn 2 vụ rưỡi gần 3 vụ anh em ạ. Đây anh em này, màu đinh đá đây, cực kỳ ok anh em ạ. Con này hầu bò to dã man luôn anh em nhá. Lết chơi lật vắt cực kỳ mê luôn anh em ơi. Đây hàng ok lắm anh em ạ. Con này về anh em chơi 4 ngủ góc sẽ ok hơn là 2 góc một tháng anh em ạ. Bóng bộ cực kỳ ngon lành anh em ạ. Anh em đang cần hàng để về thi thố thì quất luôn em này. Cực kỳ ok anh em nhé. Nghe tông giọng rất là sướng luôn anh em ạ. Đây em sốt sáng đi test được duy nhất con này anh em ạ. Hàng chất lượng luôn. Nói chung là hàng xứng đáng anh em ạ. Bỏ công đi. Này cực kỳ nhạy ché luôn anh em ạ. Chơi như cái máy luôn. Con này mặt cực kỳ dữ luôn anh em nhé. Mặt lì dã man, con này màu nó kiểu màu đinh nhưng mà đinh ngắn như kiểu cui ấy anh em ạ. Anh em nhìn mà xem, màu cực kỳ ngắn luôn anh em ạ. Đây, anh em này, con này hầu bò to dã man luôn. Bộ thì bộ vừa phải thôi, nhưng nó lành chim lắm anh em ạ. Lành chim mà giữ chim, lật dí cực kỳ khiếp luôn anh em nhé. Đây anh em này, nó chơi nó đánh nó dí, chơi như một cái máy luôn. Đấy anh em nhìn chưa. Chơi cực kỳ khét luôn. Bộ thì vừa phải thôi, không phải là bộ to khủng đâu anh em ạ. Nó lanh chim lắm. Nói chung là với em Tuấn thì em không quan trọng là bộ to khủng đâu. Em thì lại không thích bộ to khủng anh em ạ. Em cứ thích bộ nó tầm vừa vừa con chim ấy, thì chơi nó lanh chim anh em ạ. Cứ lông lá mỏng là được. Chơi nó mới sướng anh em ạ. Chứ nhiều con bộ to nó chơi nó sẽ hay ị ạch mà anh em vào lửa nó rất là khó anh em ạ. Anh em nhìn chưa, chơi như một cái máy luôn anh em ạ. Ở dí còn bên cạnh khiếp luôn. Con này em không nói điêu anh em, lên giàn nó dí xung, chim xung quanh gần như không dám bắt mặt với nó luôn anh em ạ. Nó chơi nó khiếp lắm anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa, nó dí khiếp luôn. Con này nó được tầm hơn 2 vụ rưỡi một chút anh em nhé. Đấy, trời lật vắt cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Con này anh em về chăm đi giàn giáo quá là ok luôn anh em ạ. Anh em nhìn này. Mấy con xung quanh gần như không con nào dám sang chỗ nó luôn anh em ạ. Đây, con bên trái bung xòe phát xong nó lảng đi luôn anh em ạ. Không dám bắt mặt gần đâu anh em ạ. Khẳng định cho anh em nhé. Em không nói điêu anh em, hôm nay em đi test này nhé. Gần như không con nào dám bén mảng sang bên của con này luôn. Nó chơi nó dí kinh luôn anh em ạ. Anh em bảo cứ chơi vừa lật vừa dí vừa ché này thì con nào chịu được anh em. Đấy anh em nhìn chưa. Đấy anh em nhìn chưa. Con bên trái này cũng có sang có sang dám sang mắt mặt đâu. Đấy, con bên phải cũng thế. Mà con bên trái bên phải đều là con chim dàn cứng hết đấy anh em nhé. Chứ không phải là những con chim vớ vẩn em mang lên kè chim đâu anh em ạ. Đây, những cái con xung quanh của anh em khác anh em ạ. Còn thiếu mỗi con đồng sinh này là của em thôi. Đây, anh em nhìn chưa, nó vắt dẻo chân dã man luôn. Con bên phải này cũng không dám sang luôn anh em ạ. Cứ thi thoảng xa cắn trộm một phát xong lại chạy rồi anh em ạ. Chứ không dám đấu thẳng mặt đâu anh em nhé. Đây, anh em nhìn chưa. Này con này chơi nhá, nó chơi rất đều các mặt luôn. Anh em nhìn nên nó lật vắt bên này một tí, xong lại sang bên kia lật vắt. Nhưng con bên trái này cũng không dám sang, con bên phải không dám sang đấu với nó luôn. Nó vẫn đấu bình thường anh em ạ. Con này nó không kén chim đâu, kể cả chim nó không đấu, nó vẫn đấu bình thường. Đây anh em nhìn chưa. Đây con bên trái này cũng làm gì đấu đâu. Nó vẫn sang, nó săn dí bình thường anh em ạ. Nói chung hàng cực kỳ tiềm năng cho anh em về thi thố anh em nhé. Con này thì hiện tại em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với giá là 6,3 triệu anh em nhé. Anh em nào kết thì alo trực tiếp cho em. Lên lật vắt ché này quá là ok rồi anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa. Không sao mà bắt mặt luôn. Đấy cứ thi thoảng cắn trộm cái thôi. Nhưng mà nó không dám đấu trực tiếp đâu. Con này nó săn dí kinh lắm anh em ạ. Đít nở to phạc luôn anh em ạ. Con này anh em về cám ngoan mồi tươi nữa thì nó chơi nó còn khét nẹt đó anh em ạ. Con này khẳng định cho anh em mà chơi cám ngoan chăm tốt, tắm táp đều ấy là con này chơi dí cực kỳ khiếp luôn anh em ạ. Hiện tại chim nó chưa đạt nữa mà nó còn chơi nó khiếp như này anh em ạ.
Nó dí kinh lắm anh em nhé.